Đóng hai phim khủng, Dương Dương trở lại với danh xưng nam thần ngôn tình. Im ắng một thời gian, cuối cùng Dương Dương đã trở lại trong những dự án thuộc dạng hàng khủng. Em là niềm kiêu hãnh của anh. Bộ phim được khán giả tin tưởng gắn mác chỉ cần xem ảnh là biết phim hay, vì có sự góp mặt của hai cực phẩm nhan sắc Dương Dương và Địch Đệ Nhật Ba. Cộng thêm kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, Em là niềm kiêu hãnh của anh của tác giả Cố Mạn, phim ngọt ngào hấp dẫn. Sau bộ phim Toàn Chức Cao Thủ năm 2019, Dương Dương tiếp tục nhận một phim chuyển thể khác khiến các fan rất mong chờ. Em là niềm kiêu hãnh của anh kể về ngôi sao Kiều Tinh Tinh được chọn làm người đại diện của game online Vương Giả Vinh Diệu. Công ty quản lý thổi phồng Kiều Tinh Tinh chơi game siêu đỉnh, nhưng thực tế cô chỉ là gà mờ. Để vượt qua buổi thi đấu trước mặt các fan, Kiều Tinh Tinh đã tìm một cao thủ trong game kèm cặp cho mình, chính là Voodoo, nam thần thời trung học mà cô từng yêu đơn phương nhưng không được đáp trả. Có ngoại hình bắt mắt, đóng phim ổn, nổi danh với các phim truyền thể lãng mạn là những lý do Dương Dương được gọi về danh xưng nam thần phim ngôn tình. Tuy nhiên, kể từ sau khi Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương thiếu đi tác phẩm hot xứng đáng với tên tuổi. Và bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã giúp anh lấy lại phong độ và hào quang năm xưa. Thả Thí Thiên Hạ. Thả Thí Thiên Hạ giành được nhiều sự quan tâm của khán giả vì độ nổi tiếng của tiểu thuyết nguyên tác và những ồn ào hậu trường. Nữ chính của bộ phim là Triệu Lộ Tư. Có một số thông tin từ blogger cho rằng Dương Dương không vừa lòng khi đóng chung với Triệu Lộ Tư nhưng bị công ty quản lý ép phải nhận vai. Thả Thí Thiên Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp cùng tên rất được yêu thích của tác giả Khuynh Ninh Nguyệt. Nội dung xoay quanh hành trình chinh phục giang hồ và thiên hạ của nữ chính Bạch Phong Tịch, người được đồn sẽ thay đổi số mệnh của các quốc gia. Nam chính Hắc Phong Tức được miêu tả là mẫu nam chính si tình, có thân phận cao quý, là kiểu quen thuộc với Dương Dương, được khán giả tin tưởng sẽ tạo ra một nam thần hoàn hảo khác trên màn ảnh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!